Yulian, xin chào quý khán thính giả đã quay trở lại với tin người Việt Canada và thưa quý vị mời quý vị cùng cập nhật những tin tức mới được diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay 30 tháng 7. Mở đầu là một thông tin cũng như là một cảnh báo đến tất cả mọi người khi mà lừa đảo người lớn tuổi đang gia tăng với hơn 2,7 triệu đô la thiệt hại trên khắp Canada trong năm nay. Và trên khắp đất nước thì cảnh sát cũng như là các chuyên gia phòng chống gian lận đang cảnh báo người dân Canada hãy cảnh giác với các trò lừa đảo người già đang gia tăng. Năm 2021 thì trung tâm chống gian lận Canada đã nhận được một báo cáo về 379 trường hợp liên quan đến 115 nạn nhân với thiệt hại hơn 1,7 triệu đô la. Nhưng mà kể từ đầu năm 2022 thì trung tâm này đã cho biết có tới 674 vụ liên quan đến 273 nạn nhân và dẫn đến thiệt hại tới 2,7 triệu đô la. Cảnh sát trên khắp Canada cũng như là trung tâm chống gian lận Canada nói thêm những trò gian lận này còn được gọi là lừa đảo khẩn cấp, thường liên quan đến việc mà kẻ lừa đảo mạo danh là cháu cháu gái hoặc là cháu trai của nạn nhân và gọi điện qua điện thoại nói rằng họ đang cần gấp một số tiền sau khi bị bắt hoặc là đang bị gặp tai nạn. Những kẻ lừa đảo đã nghiên cứu rất nhiều trên mạng xã hội và họ có quá nhiều thông tin trên mạng đến nỗi mà trong nhiều trường hợp, nghi phạm thực sự có thể có tên của một đứa cháu khi mà họ gọi. Cảnh sát trên khắp Canada cho biết kẻ lừa đảo thường tỏ ra đau khổ và bắt đầu khóc sau đó kẻ lừa đảo có thể thay đổi giọng nói của mình hoặc là giao diện điện thoại cho kẻ lừa đảo khác để mạo danh cảnh sát nhân viên bảo lãnh hoặc là luật sư thanh toán thường được yêu cầu bằng tiền mặt mặc dù những kẻ lừa đảo đôi khi có thể yêu cầu có thể là chuyển khoản qua ngân hàng hoặc thanh toán qua đường bưu điện và nếu như những nạn nhân này đồng ý trả tiền thì những kẻ lừa đảo sẽ đến tầng nhà nạn nhân để lấy tiền nhưng chúng cũng có thể yêu cầu là gửi tiền qua đường bưu điện ở khu vực Vancouver, thì một người đàn ông 80 tuổi đã bị mất tới 16.000 gia kim vào tuần trước, trong khi một phụ nữ 76 tuổi cuối cùng đã bị mất tới 30.000 gia kim tiền tiết kiệm của mình. Cảnh sát Winnipeg cũng cho biết vào thứ Năm tuần vừa qua, có ít nhất là 15 báo cáo về các vụ lừa đảo chỉ trong 6 ngày, dẫn đến thiệt hại 100.000 gia kim. Những trò lừa đảo tương tự cũng đã nhắm vào các nạn nhân trên khắp tỉnh bang Ontario. Và mới đây, cảnh sát Orawa đã cho biết là họ cũng đã nhận được một báo cáo từ 20 người trong 7 ngày trước và có những cái số tiền lừa đảo từ 10.000 đến 30.000 gia kim. Vào tháng 3, cảnh sát Toronto cũng cho biết là 80 người cao niên đã bị lừa tổng cộng tới 1,1 triệu đô la kể từ tháng 3 năm 2021. Biến garage thành phòng ngủ cho thuê 2.000 gia kim một tháng – Thưa quý vị, nguồn cung nhà ở thấp đến mức tuyệt vọng của Toronto khiến cho mọi người suy nghĩ làm thế nào để có thể tìm thêm không gian sinh sống. Và tuần trước thì quý vị cũng đã nghe về việc luật mới cho phép người dân của Toronto có thể biến sân sau của mình thành một phòng ngủ cho thuê. Nhưng mà mới đây thưa quý vị, câu chuyện biến nhà xe thành một phòng cho thuê lại tiếp tục được quan tâm. Một vụ cho thuê đặc biệt kỳ quặc chứng tỏ chủ nhà sẽ dành không gian cho các căn hộ sinh lời bằng cách là chuyển nhà xe của mình để có thể trở thành một phòng cho thuê và cũng không phải với một cái giá gọi là rẻ. Bạn có thể sống trong nhà để xe đúng nghĩa của một ngôi nhà 2 tầng tại số 1032 đường Travelport với giá là 1.800 đô la mỗi tháng chỉ vì dường như không ai sẵn sàng thuê với giá 2.000 đô la mà chủ nhà đã niêm yết trước đó. Chi phí trung bình của một căn hộ một phòng ngủ trong thành phố Toronto hiện nay dao động khoảng hơn 2.000 đô la vào tháng 7. Nhưng mà không ai nghĩ rằng một garage xe có thể trở thành một phòng ngủ và trị giá khoảng 2.000 đô la thưa quý vị. Mặc dù có nội thất đẹp và cố gắng làm tăng không gian sáng sủa, thoáng mát đáp ứng về cuộc sống hiện đại ở thành phố, thì nhà xe trở thành một phòng ngủ lý tưởng. Điều này nói lên tình trạng khan hiếm nhà ở ở Toronto và nhu cầu về nhà ở, về nhà cho thuê cũng nhiều hơn. Các phương tiện truyền thông và chính phủ nói về cuộc khủng hoảng nhà ở ảnh hưởng đến quyền sở hữu nhà, nhưng mà hiếm khi chúng ta giải quyết cuộc khủng hoảng nhà cho thuê. Tôi tin rằng việc mà người này biến garage của họ thành nơi cho thuê nói lên nhu cầu về nhà ở hiện nay đang rất nghiêm trọng. Và cũng nói lên một thực tế rằng quy hoạch nhà ở tại Toronto hiện nay đang rất lộn xộn đến mức mà chúng ta không thể xây dựng bất kỳ thứ gì ngoài những ngôi nhà biệt lập trên 2 phần 3 khu đất. Thị trường địa ốc ở Toronto tụt dốc thảm hại hơn cả dự đoán. Mặc dù mua nhà ở hầu hết các địa phương mà bất kỳ ai muốn sống ở Canada vẫn rất đắt đỏ, thì với Toronto là một trong những thành phố đắt nhất để có thể mua bất động sản trên thế giới, Gần đây, sự quan tâm của thị trường đã giảm rõ rệt, với doanh số bán hàng so với năm trước và hàng tháng ít hơn nhiều được báo cáo vào tháng 7. Và các chuyên gia trong ngành đã dự đoán, thị trường giảm giá trong năm nay và mặc dù giá cả ở thành phố lớn nhất quốc gia không thực sự suy giảm nhưng mà dự báo về những gì sẽ xảy ra tiếp theo đang được cập nhật để phản ánh một mức giảm thậm chí còn lớn hơn dự kiến ban đầu các nhà kinh tế trưởng của rbc đã quyết định cập nhật dự đoán của họ vào tuần trước và nói rằng bối cảnh kinh tế đang nhanh chóng trở nên kém khả thi kém khả quan hơn đối với các thị trường nhà ở ở canada do lạm phát không thể ngăn cản và do lãi suất tăng quá cao ngân hàng lớn cảm thấy rằng lãi suất cho vay thế chấp tăng đột biến trong tương lai sẽ là điều cấm đoán đối với hầu hết những người mua sẽ là những người mua đặc biệt là ở thị trường bc và Ontario nơi mà khả năng chi trả cực kỳ căng thẳng. Điều này sẽ dẫn đến một sự điều chỉnh lịch sử đặc biệt là ở những thành phố lớn và những dấu hiệu đầu tiên của sự điều chỉnh thị trường xuất hiện vào tháng 3. Chúng tôi dự đoán suy thoái sẽ sâu sắc hơn nữa trong những tháng tới với cả hoạt động bán lại và giá nhà đều đạt mức thấp hơn chúng tôi dự đoán trước đây. Dự báo mới tiếp tục khẳng định rằng Số lượng bán nhà trên toàn quốc sẽ giảm thêm 23% trong năm nay và thêm tới 15% trong năm tới. Điều này có nghĩa là giảm tới 42% so với mức hoạt động cao kỷ lục và là mức giảm lớn nhất trong số 4 đợt suy giảm thị trường địa ốc gần đây ở Canada. Điều này cũng sẽ dẫn đến việc mà giảm thêm 12% giá tiêu chuẩn trên toàn quốc vào quý 2 năm 2023, nhưng thậm chí còn giảm đáng kể hơn ở các trung tâm đắt đỏ điển hình như là Toronto vào thời điểm mà Ngân hàng Canada được hoàn thành, thước đo khả năng chi trả tổng hợp của RBC có thể dễ dàng ở mức tồi tệ nhất trên toàn quốc. Với Vancouver, Toronto, Victoria và các thị trường đất đỏ khác dẫn đầu cả nước trước đây. Trong khi nhiều người nói rằng chúng ta đã ở trong thị trường của người mua, điều này sẽ thúc đẩy chúng ta đi xa hơn theo hướng đó và điều này có thể không thành vấn đề nếu ngay từ đầu không ai có thể biện minh cho việc mà họ đã phải chi lãi suất cao ngất ngưỡng cho những khoản thế chấp mua nhà của mình. Chuyển sang một số thông tin thế giới thưa quý vị và mới đây câu chuyện mà Việt Nam thay đổi hộ chiếu à, cái màu đậm giống cái màu hộ chiếu của Canada và không được Đức chấp nhận là một câu chuyện quan tâm. Khi mà ngày 28 tháng 7, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết, đến nay cơ quan này chưa nhận được một văn bản chính thức công hàm từ phía Đức về vấn đề trên mà chỉ mới nắm thông tin từ báo chí. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý của Việt Nam đã họp bàn để thống nhất phương án làm việc, trao đổi với phía Đức thông qua con đường ngoại giao về việc mà mẫu hộ chiếu mới màu xanh tím thang Hiện chưa được Đức chấp nhận và trong sáng nay thì cục lãnh sự đã mời lãnh sự Đức đến làm việc. Những việc này sẽ làm việc và trao đổi qua con đường ngoại giao để có thể có một phương án bảo đảm quyền lợi cho những công dân Việt Nam. Về lý do phía Đức tạm thời không công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam là do thiếu thông tin về nơi sinh. Lãnh đạo cục quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam khẳng định, hộ chiếu này đúng quy định, đúng thông lệ quốc tế nên với những hành động đơn phương từ phía Đức thì Việt Nam sẽ làm việc qua con đường ngoại giao, tất cả làm theo pháp luật quy định, quyền lợi công dân Việt Nam sẽ được bảo đảm thông qua con đường này. Ngày 27 tháng 7 thì tổng lãnh sự quán Đức Tại Sài Gòn thông báo, mẫu hộ chiếu mới màu xanh đậm của Việt Nam hiện chưa được phía Đức chấp nhận. Nếu sử dụng hộ chiếu mới này thì công dân Việt Nam sẽ không thể nộp đơn xin thị thực tới Đức. Đại sứ quán Đức xác nhận đã gửi công hàm đến phía Việt Nam về vấn đề hộ chiếu mới cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 ở Việt Nam. Trong đó phía Đức thông báo mẫu hộ chiếu này tạm thời không được công nhận ở đây do đó các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự quán đức tại việt nam sẽ không cấp thị thực cho những công dân sử dụng hộ chiếu này công hàm giải thích quyết định tạm thời không công nhận mẫu hộ chiếu mới là do thiếu thông tin nơi sinh khiến cho việc xác định người đang mang hộ chiếu là ai trở nên khó khăn nhất là ở những trường hợp mà trùng họ Do không có thông tin trên hồ chiếu, hiện phía đất chỉ có thể xác nhận nơi sinh dựa vào số định danh cá nhân với 12 chữ số và đối chiếu với danh sách 7 trang. Tuy nhiên, không phải người nào làm nhiệm vụ kiểm tra cũng có danh sách này để có thể thực hiện về cấp thị thực. Cháy rừng đang lan rộng, thiêu rụi hơn 6.700 hecta gần công viên quốc gia bang California, Mỹ cũng là một thông tin cần được quan tâm và chú ý. Theo một bản tin từ văn phòng thống đốc bang California là ông Gavin Newsom, vào ngày 23 tháng 7, từ ngày 22 tháng 7 thì ít nhất đã có 30.000 người buộc phải sơ tán khỏi nhà của mình. Thông tin cập nhật vào ngày 25 tháng 7 từ California Fire cho thấy hiện có hơn 2.500 nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa. Tỷ lệ cháy rừng đã được kiềm chế là 10% và cơ quan này cho biết các đội cứu hỏa đang sử dụng hơn 10 máy bay trực thăng, 281 xe chữa cháy và 46 máy bay để tiếp nước được sử dụng để vận chuyển một lượng lớn nước. Mức độ nghiêm trọng của vụ cháy rừng này là kết quả trực tiếp của uh, nguyên nhân mà nhiều người cho rằng đó là do biến đổi khí hậu. Và thống đốc của bang đã ban bố một tình trạng khẩn cấp, Ờ, vào ngày 23 tháng 7 khi mà hàng ngàn cư dân phải di dời nhà cửa bị phá hủy và cơ sở hạ tầng quan trọng bị đe dọa và thiệt hại. Một trung tâm sơ tán đã được thành lập tại trường tiểu học Mariposa cũng như là trở thành một nơi trú ẩn cho động vật nhỏ. Theo văn phòng cảnh sát trưởng, các khu hội chợ quận và sân vận động được dùng để làm nơi cư trú cho các loài động vật lớn. Trận cháy rừng Oz là đám cháy lớn nhất trong số các đám cháy đã và đang bùng phát ở bang California trong những ngày qua, được thúc đẩy bởi tình trạng hạn hán kéo dài ở phần lớn bang này và để lại những thảm thực vật bụi bậm, khô và rất nhanh cháy. Đám cháy cũng đã ảnh hưởng đến thời tiết của các bang khác. Và Cơ quan Thời tiết Quốc gia ở thành phố Portland, bang Oregon cũng đã thông báo trên Twitter rằng nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến khu vực này. Từ các đám cháy lan rộng đến thành phố và do hậu quả của biến đổi khí hậu, cháy rừng diễn ra ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Theo một báo cáo của chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc được công bố vào đầu năm nay thì các đám cháy rừng diễn ra ngày càng lâu và nóng hơn ở những nơi chúng thường xảy ra. Julie xin cảm ơn quý vị đã theo dõi những tin tức trong ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Chúc quý vị có một ngày thật an lành và bình an. Xin chân thành cảm ơn.